Xin chào các bạn. Hôm nay, một buổi sáng trong lành và mát mẻ hứa hẹn sẽ giúp chúng ta một ngày làm việc đầy hứng khởi. Và ngay bây giờ, hãy bắt đầu một ngày mới với những thông tin công nghệ toàn cầu hấp dẫn. Chào mừng đến với Mac Daily ngày 17 tháng 6. CEO Peter Lau của OnePlus, thương hiệu con của BVK Electronics mới đây đã xác nhận công ty sẽ sớm chấm dứt vòng đời của chiếc flagship siêu rẻ OnePlus X và không có kế hoạch phát triển thêm phiên bản kế nhiệm cho chiếc điện thoại này. Ông Lau cho biết công ty sẽ tái tập trung vào việc phát triển các thiết bị cao cấp nhất của mình thay vào việc dàn trải nhân lực cho quá nhiều dự án như là trong năm ngoái. OnePlus đang dự định sáp nhập các nguồn nhân lực phát triển cho hệ điều hành Oxygen cho thị trường toàn cầu và hệ điều hành Hydrogen cho thị trường Trung Quốc lại với nhau. Thông báo chính thức này sẽ được công bố vào cuối năm nay. Được biết, OnePlus X là chiếc điện thoại thông minh tầm thấp, cận trung cấp nhưng lại được trang bị các thông số kỹ thuật tương tự như chiếc flagship OnePlus thế hệ đầu tiên. Thiết kế mang một kiểu dáng nhỏ gọn với chất liệu tương đối cao cấp và có một mức giá khá là dễ chịu khi xét về thông số kỹ thuật. Nhiều người đã hy vọng rằng chiếc điện thoại này sẽ có một phiên bản kế nhiệm, nhưng có vẻ như ban quản lý của OnePlus đã có một kế hoạch khác cho họ. Ông Yoshiaki Nishimura, cựu sản xuất của Studio Ghibli, mới đây đã có lời chính thức xin lỗi cho quan điểm của mình trong cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian về sự phù hợp của người phụ nữ trong vai trò giám đốc sản xuất phim và thừa nhận rằng họ đã có sự phân biệt về giới tính. Được biết, cuộc tranh cãi này bắt đầu từ đầu tuần trước. The Guardian xuất bản một bài viết về cuộc phỏng vấn với nhà sản xuất của Studio Ghibli, trong đó có một câu hỏi: liệu có khi nào Ghibli sẽ thuê một nữ giám đốc? Nishimura trả lời rằng điều này sẽ còn phụ thuộc vào nội dung và phong cách làm bộ phim. Tuy nhiên, một người đàn ông sẽ phù hợp hơn so với người phụ nữ khi họ có một tầm nhìn và lý tưởng xa hơn. Theo ghi nhận của Forbes, ngay sau khi đăng bài đó, Nishimura cũng như là Studio Ghibli đã ăn đủ gạch đá để xây nhà trên Twitter bởi những bình luận có phần giận dữ của độc giả lẫn fan trung thành của Ghibli. Cuối cùng, ông đã phải sử dụng một tài khoản của Studio Ponoc, công ty ông đã tham gia sau khi rời khỏi Ghibli, để phân trần cũng như xin lỗi cho hành động này. Nhìn chung, đây có thể coi là một bài học cho tất cả những người nổi tiếng. Hãy cẩn thận với từng phát ngôn của mình. Trang blog Walker mới đây đã phơi bày bộ tài liệu dài 211 trang về các phát ngôn và hành động của tỷ phú Donald Trump. Vụ rò rỉ xảy ra khoảng một ngày sau những cáo buộc về việc hacker liên quan tới chính phủ Nga đã đột nhập vào máy chủ email của Đảng Dân Chủ Mỹ vào năm ngoái và tiếp tục truy cập đến tận tháng 4 năm nay. Google cho biết họ đã nhận được một bộ tài liệu thông qua tài khoản với mật danh là Guccifer 2.0. Điều thú vị ở mật danh này đó chính là việc một hacker Rumani, người trước đây đã từng ghi điểm trong mắt giới chính trị gia trên thế giới qua việc làm rò rỉ một số tài liệu đen của cựu Tổng thống Mỹ George Bush. Quay lại với bộ tài liệu về Donald Trump, đây chỉ là một phần rất nhỏ trong 100GB dữ liệu nội bộ bị đánh cắp trên máy chủ email của Đảng Dân Chủ Mỹ. Hầu hết nội dung trong tập tài liệu này chỉ là về các phát ngôn công khai thông tin về Donald Trump, kể cả những điều ông đã nói trong cuộc phỏng vấn hay trong những lần xuất hiện trước công chúng hay thậm chí trên cả Twitter, cùng với một danh sách khá đầy đủ những điểm gây tranh cãi của Trump đã nói và làm trước đây đến tháng 12 năm 2015 vừa qua. Hiện tại thì bộ tài liệu này trên máy chủ email của Đảng Dân Chủ có lẽ dài hơn kha khá. Cuối cùng, điều thú vị mà hacker người Rumani này đã chia sẻ về cách thức lấy được đống tài liệu kia, theo gã này mô tả thì rất dễ dàng. Không loại trừ khả năng ban quản trị email này đã đặt cả username và password cho máy chủ là admin. Quả là quá nhọ cho đội anh Trump phải không? Đạo diễn nổi tiếng Michael Bay, người được chúng ta đặt cho biệt danh trìu mến là anh Bảy Nổ, đã xác nhận ông sẽ tham gia sản xuất một trò chơi mới ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR với phần đảm nhiệm sản xuất của Studio Zero Initiative. Thông tin này đã được đưa ra mới đây trên thời báo The Hollywood Reporter. Ngoài ra, họ còn cho biết thêm Bay sẽ đảm nhiệm vai trò là một cố vấn chiến lược cho dự án game hay ho này. Thông tin chi tiết về dự án của Bay sẽ không được tiết lộ cụ thể và cũng sẽ không được nói rõ ràng vị trí cố vấn của Bay sẽ có tham gia vào chương trình sản xuất hay không. Về phía Studio Zero Initiative, họ mô tả dự án game này sẽ hội tụ đầy đủ các yếu tố nhập vai, phiêu lưu mạo hiểm, hành động nguy hiểm với phong cách cháy nổ hoành tráng của Michael Bay. Bên cạnh Michael Bay, một đạo diễn khác cũng khá nổi tiếng của Hollywood là Steven Spielberg cũng đã công bố một dự án VR của riêng mình. Điều này không hoàn toàn là một xu hướng ở Hollywood, nhưng ít nhất nó cho thấy các ngôi sao phim ảnh bom tấn đang bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn với những ý tưởng của phim VR. Studio Zero Initiative cho biết rằng họ đang trong quá trình phát triển quan hệ đối tác lâu dài với các đối tác VR lớn nhất hiện tại như là Oculus, HTC Vive, Netflix hay là Hulu.
Tuy nhiên, điều này vẫn còn một thời gian khá xa nữa để thành hiện thực. Vừa rồi là những thông tin của Mac Daily sáng ngày 17 tháng 6. Một ngày không có quá nhiều thông tin liên quan đến các thiết bị điện thoại, nhưng các thông tin còn lại chắc hẳn cũng rất đáng quan tâm phải không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi Mac Channel. Xin chào và hẹn gặp lại!